Chào anh em nhá. Chào mừng anh em quay lại YouTube của Shop nhá. Hai clip trước là tôi đăng tải về cái ống nhòm loại cao cấp Busi hàng cao cấp hàng hơn 1 triệu nhá. Thì clip này tôi giới thiệu cho các bác cái ống nhòm để sau này thì giới thiệu cho các bác cái ống nhòm hàng bình dân, hàng mini. Đây, các bác quan sát thực tế này. Đây là hai cái, một cái là 3 132 1000, một cái là 132 2000, thông số của nó vẫn là 10 x 50. Thì bây giờ tôi giới thiệu cho các bác về cái ống nhòm mini hơn, giá tiền của nó là 700 các bác nhé. Ống nhòm mini này hiệu Bygit, thông số là 8 x 30. Bygit này thông số 8 x 30. Đây, bóc phụ kiện ra cho các bác xem nhé. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn nhưng mà nó cũng rất là sắc nét đấy. Đây là cái bao da của nó này, các bác quan sát kỹ giúp tôi nhé. Mà tôi cũng chia sẻ luôn với các bác, đối với hàng này nó sẽ có hàng đắt và hàng rẻ. Thì hiện tại cái mẫu này tôi giới thiệu cho các bác là cái mẫu đắt. Còn cái mẫu rẻ thì mùa năm ngoái, năm kia thì có kinh doanh, năm nay sẽ không kinh doanh nữa. Mẫu đắt thì từ cái túi da này, chất liệu da sần, sờ nó êm ái, mịn màng, sắc nét. Đấy, từ cái túi mình nhìn nó đã khôn rồi, nó đã đẹp rồi. Đấy, nó đã cao cấp rồi. Thì đây trong là cái ống nhòm. Ống nhòm này thì ống nhòm mini, 700.000. Cái này thì cho nhận rất là sắc nét đấy, không thua kém gì hàng kia đâu, nhưng mà nó nhỏ gọn mà giá tiền nó thấp hơn. Này, cái này thì các bác xem kỹ cho tôi này, phụ kiện chỉ có thế này thôi. Đây, giấy, cái lắp chụp này, nhiều khi là bộ có bộ không, mà nó là không có, bộ này là không có luôn này. Thế còn cái lắp chụp phía trước thì nó là cái này, cái này có đi theo vị rồi, các bác có dùng hay không thì tùy các bác. Đấy, cái này nó là cái cứng, muốn nó giữ được các bác phải kéo ra, kéo nó giãn ra để giữ được, các bác cong lại này nó ngắn đi thì nó sẽ rơi. Nhưng mình chỉ quan tâm đến phần thân chính này thôi này, phần thân chính này, phần dây đeo này. Thì bây giờ cái ống nhòm này là cái ống nhòm Bygit. Đây, Bygit thì đối với thông số này thì nó là 150 × 1000. Đây này, cái thông số 130 AF này, AF 2000 này này, hoặc là 132 mét AF 1000 mét ấy, thì tôi cứ gọi là sạc đi cho nó dễ. Cái này nó là 150 × 1000 mét, 150 × 1000 mét. Còn cái này nó là 132 × 2000, 132 × 1000. Thì cái thông số này là anh em nào mà có dành về ống nhòm ấy thì nghiên cứu và chia sẻ lại cho anh em bằng cái comment ở phía dưới. Thì còn tôi thì sản phẩm có thế nào tôi giới thiệu như vậy. Bygit nhá. Thì đối với ống nhòm này ấy, thì lại phải cần cái nút gọi là nút chỉnh nét ở trên này, nút chỉnh nét ở trên này, nó chưa tích hoạt sẵn cho các bác. Nút chỉnh nét trên này, thì các bác nút chỉnh nét trên này, thì đối với ống nhòm này nhá, các bác khi các bác nhòm, các bác phải kéo gập màu hoặc gập ra để cho cái khoảng cách này nó gần hay nó xa, nó gần hay nó xa là phù hợp với mắt của mình. Thế khi nó đã phù hợp với mắt của mình rồi ấy, thì các bác sẽ chỉnh cái vòng lấy nét ở trên này, cái vòng này lấy nét các bác chỉnh sang trái hoặc sang phải. Thì khi chỉnh như vậy ấy, thì nó sẽ giúp đây này, các bác quan sát này. Đây là cái ống kính này. Khi tôi xoáy này nó sẽ đẩy ống kính này ra, khoảng cách này hở, đẩy ống kính này ra. Khi xoáy sang bên này thì nó đẩy ống kính vào, thì nó làm cho cái ống kính ở phía ngoài cách cái thấu kính ở phía trong cái khoảng cách hợp lý. Tại vì trong này sẽ có thêm thấu kính nữa để cách cái khoảng cách hợp lý. Thì cái này gọi là cái lấy nét, cái lấy nét nhé. Còn cái phần trên này thì một bên không có dấu thì sẽ là cố định, còn một bên có dấu thì các bác sẽ điều chỉnh được cái độ gọi là tiêu cự của mắt. Thì các bác cứ để cái mức gọi là mức cân đối giữa ở điểm không đi. Thế ngoài ra các bác nào để thêm bên cộng thì để bên cộng nhé, bên trừ thì để bên trừ. Thế nhưng mà cứ để mức trung bình là điểm không, và các bác đưa lên quan sát, lên quan sát. Đối với mẫu này tuy nó nhỏ gọn một chút thôi nhưng mà độ nét nó mang lại thì cũng rất là trong sáng, nét cực kỳ đấy. Cái này mà lúc trước thì tôi có bán cái mấy cái mẫu mà mẫu to như là Alkenda ấy, thì cũng chia sẻ luôn với các bác nhé, cái này nó ăn đứt luôn. Đấy, ăn đứt mấy cái hàng mà 400 500. Đấy, cái này nói chung là bây giờ tôi bán hàng thì tôi phải lựa chọn rất là kỹ, tiền nào của đấy thôi, nhưng mà ưng mắt ta là ra mắt người. Đối với cái mẫu này là quan sát rất là trong, cho các bác đi quan sát là săn bẫy là cũng dùng được rồi. Còn nhìn ong thì cũng nhìn được ong trong khoảng vi 200 mét, nhưng mà ưu điểm của nó là nhỏ gọn đấy nhá, nhỏ gọn. Còn cái ảnh nó mang lại thì cũng rất là sắc nét, nó chỉ thua kém cái hàng Busi một chút thôi, nó sáng trưng luôn đấy, sáng trưng luôn.
Thì cái mẫu này là mẫu 700 nhá. Rồi, đấy là các bác quan sát được cái mẫu ống nhòm nhỏ mini. Và mấy cái mẫu kia này các bác đã xem ở clip trước rồi. Các bác ưng mẫu nào thì là các bác vui lòng chọn mẫu đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá. Mọi thông tin thì các bác alo trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình chúng tôi nhá. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau.